Kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần chánh văn. Ra đi để lại một bài cho trong bồn đào hôm mai rèn lòng. Băng chừng tách dặm xa trong, dân sanh gặp trần trời long hầu cây. Chú thích: dân sanh là người dân sanh sống trong một đất nước. Trời long nói cho đủ là trời long đất lở. Cảnh hải hùng của cuộc biến thiên, nghĩa bóng chỉ nạn binh đao khói lửa và tai trời ách nước do cơ thiên định. Lược giải từ câu 25 đến câu 28. Trước khi ra đi, Đức Thầy để lại cho bổn đạo một bài thi đạo đức. Ngài ra đi mà mắt vẫn đau đáo nhìn lại chốn xưa, vì biết nơi đây sắp ngập chìm trong khổ nạn.